Anh em có nhu cầu mua lích ngọc rồng hãy đến với shopvimin.com, shop bán hàng ngọc rồng uy tín 7 server. Hiện tại shop đang bán rất là nhiều ạc ngọc rồng giá rẻ và ạc sơ sinh giá tốt, và ngoài ra anh em có thể mua đồ giá rẻ theo server. Nếu anh em có 10k hoặc 20k muốn dinh ngay ạc khủng, ạc vip thì anh em có thể mua ở mục Zalo. Ngoài ra mình có nhập lick 7 server. Anh em nào cần bán ạc thì có thể liên hệ qua Zalo 0364402943. Tất cả mọi thông tin mình có thể link dưới phần mô tả. Và hai chào và đã quay trở lại kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ vác cái con đệ của em Vimin ST đi doanh trại nha anh em. Đó, Admin lại tiếp tục cho ra cái sự kiện X2 anh em ạ. Chào mừng ngày Halloween. Wow, rất là tuyệt vời đúng không anh em? Đó, thì ở trong cái clip trước ấy thì mình có mua được khoảng là hơn 100 triệu vàng đúng không? Hay là 200 triệu thì mình được khoảng là 273 ngọc là anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ mua full bùa. Mình vác cái con đệ 1 tỷ 5 sức mạnh của mình đi doanh trại nhá. Đó, skill rất là ngon này. Thì mình sẽ không đổi skill này nha anh em. Đó, mình muốn cái skill này sẽ là cái skill luôn, mặc định luôn cho con đệ của mình. Mình sẽ không đổi bất kỳ kiểu làm thay đổi các thứ của con đệ này nha. Ok, và bây giờ mình sẽ mua full bùa anh em ạ. Đó, mua bùa trí tuệ này. Chúng ta sẽ có thêm bùa đệ tử đi. Mua thêm bùa đệ tử này. Bùa trí tuệ x3 đi. Ok, chúng ta sẽ mua thêm bùa trí tuệ X4. Vâng, thưa các bạn, hiện tại mình đã mua hết full hết bùa rồi anh em ơi. Đó, quá là ngon luôn. Và kèm theo đó thì đây, nick Vimin ST của mình đang sử dụng full set sức đánh nha anh em. Ô, còn thiếu cái giày. À đây, đây, còn cái giày anh em ơi. Đây, thôi cứ để một cái giày hút nha. Còn con đệ thì sẽ sử dụng full set sức mạnh tiềm năng. Ok, giờ mình sẽ tách con đệ mình ra đã. Rồi, sẽ pem cho con đệ của em nó thành bất tử đi. Bụp, bất tử đi ạ. Ai chà, bất tử rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ qua bên rừng Babo nha anh em. Đó, thì sắp tới sẽ có cái sự kiện offline của Themobi anh em nhá. Thì có biết mình có hên gặp được anh em không nữa. Đó, nhưng mà hôm đấy mình sẽ đi anh em nhá. Hôm đấy mình sẽ đi nha. Hóng gặp anh em. Ok, anh em nào đi hôm đấy thì comment phía dưới nha. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ vào cái mình sẽ mời vào đâu. Ơ, đậu xanh mẹ. Ok. Ngừng người anh em ạ. Ok, giờ mình sẽ mời cái lick phụ mình vào. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào danh trại anh em. Ok, rồi bây giờ sẽ off cái lick phụ ra. Rồi, và hiện tại thì mình đã vào danh trại thành công, mình sẽ tách con đệ ra nha. Cờ giữa các thứ thì đã ổn rồi đúng không? Đố anh em lần này cái sức mạnh của cái con đệ của em nó sẽ thay đổi như thế nào khi 1 tỷ rưỡi sức mạnh nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em nó là đi doanh trại luôn. Yeah, em nhìn thấy chưa, tiềm năng nhận được lẹ. Oh no, tiềm năng nhận được thì nó khoảng là 300.000 tiềm năng sức mạnh em ạ. Đó, chúng ta còn thiếu cái radar nữa. Tí nữa mình sẽ về mình lấy cái radar nha anh em. Đi hết tầng này mình sẽ lấy cái radar. Tí mình test cho anh em xem tiềm năng nhận được nhiều không nhá. Đó, thì hiện tại tiềm năng thì nhận được khoảng là 300k. Đi nó map sau thì mình nghĩ là nó sẽ nhiều hơn anh em ạ. Đó, PM 300, à nhầm, PM 39.000 đến 40.000, được khoảng là 300.000 tiềm năng. Đó, rất là phê anh em nhé. Wow, chí mạng cái thì được khoảng 600.000 tiềm năng, rất là phê luôn anh em ạ. Skill Thái Dương Hại San anh em biết tại sao mình rất là thích không? Tại vì khi mà mình mà đi cái những cái như là PK chẳng hạn, hoặc là đi Ngọc Rồng Sao Đen ấy, Thái Dương Hạ San là một trong những cái trưởng rất là phê khi con đệ, khi sở hữu một con đệ có trưởng đấy anh em nhé. Ok, và giờ mình sẽ đây, mình sẽ bỏ cái radar nha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua lại cái rừng Bamboo nhá. Đấy, chứ bình thường mà mình quay trở lại vị trí cũ ấy, thì đa số nó thường bị lag anh em ạ. Đứng yên một chỗ luôn và mình lại phải thoát game ra mình vào lại. Đấy là kinh nghiệm của mình. Thực ra là kinh nghiệm méo gì đúng không? Ok, bây giờ sẽ đi tiếp đến tầng thứ 2. Vâng. Lính canh ơi là lính canh, sao mày cứ đứng ở đây mãi vậy? Đây, mình sẽ vào luôn nha. Rồi. Giờ mình sẽ cho con đệ của mình sử dụng radar sức mạnh tiềm năng đi. Đấy. Tính ra thì con đệ của mình HP bây giờ nó gấp 3 lần kia rồi anh em ạ. Đấy, trong cái sự kiện này nếu mà mình úp lên thì chắc nó sẽ mắc HP rất là nhanh.
Nó mắc HP rất là nhanh, với lại sức đánh em thấy ổn không? Đây mình gọi cho anh em xem cái găng ra nhá. Đấy, 4.000 nhá, 4.000 sức đánh nhá. Đó, đúng rồi. Còn cái trang này mình vẫn chưa xài cho em nó này. Ok, quên mất anh em ạ. Đây mình sẽ xài luôn. Rồi, tất cả mọi thứ đã ổn định rồi. Chúng ta sẽ qua thường thằng 2. Đối với em biết tiềm năng sẽ nhận được bao nhiêu nào? Theo mình nó sẽ phải nhận được khoảng là, khi mà chí mạng nó sẽ nhận được 1.000.000 tiềm năng hơn. Ok, anh em cùng xem nhá. Yeah. Vâng, thưa các bạn, hiện tại thì con đệ của mình nó PM khoảng là 50.000 rồi. Và tiềm năng nhận được sẽ là 400.000. Vâng, rất là phê luôn đúng không? Thì trung bình của con bot thì mình nghĩ là nó khoảng là 1.000.000 tiềm năng em nhá. Mình đang cần một cái chí mạng để mình có thể biết được chính xác là cái tiềm năng con đệ mình nhận được bao nhiêu anh em ơi. Ok, rồi. Wow, tiềm năng nhận được quá là đã luôn anh em ạ. Đây, đệ bây giờ gọi là cũng bất tử rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần là một cái búp thôi. Đệ mình bây giờ chỉ cần búp cho con đệ là đậu vào thôi. Đấy, đậu thì bây giờ mình đang sử dụng đậu 6 anh em nhé. Đậu này thì trước mình kiểu úp đệ lên 1.500.000 thì mình toàn mua đậu 6 thôi anh em ạ. Đấy, còn bây giờ thì mình có đậu 7 xài rồi. Không biết con lưng lên lưng đậu 8 không ta. Wow, tiềm năng vừa lấy anh em nhìn thấy bao nhiêu không? Hình như là mình thấy hình như 1.1 hay sao ấy. Yeah, bây giờ sẽ qua tầng 3 nha. Tầng 3 chúng ta sẽ mất là khoảng 4 phút rồi. Yeah, ok. Rồi, con đệ của chúng ta sẽ PM như này. Ok, mình sẽ cho con đệ mình nó sẽ bấm bảo vệ nha. Nên đeo con dài. Đấy, nó phải như thế. Bắn là từ trên xuống. Bắn. Hình như nó hết. Ừ đúng rồi, nó bị hết anh em ạ. Hết ki. Đó. Tí mình sẽ mua thêm cái bùa 8 tiếng để úp cho con đệ nữa. Wow. Mình alo thử xem PT của mình có ion không nha. Alo. Oh yeah. PT mình chắc anh em đi học hết rồi. Ok luôn. Vâng. Tiềm năng nhận được rất là phê anh em ạ. Wow, 900.000 anh em nhá. 900.000 thôi. Vừa lấy mình cứ tưởng là hơn 1.000.000 cơ. Bây giờ được có hơn 900.000 thôi. Ok, bây giờ mình sẽ... Đây. Mình sẽ bật cái biến khỉ lên. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào cái bông Takurata. Hợp thẻ vào, tách. Tách hợp thẻ ra... À, nhập tách cái giáp tù luyện ra. Ok. Sự đánh chúng ta sẽ là 28.000. Và bây giờ mình sẽ PM 2 con bot này nhá. Vâng. Một hit nữa. Yeah. Một hit nữa. Ok. Yeah. Giờ sẽ PM con bot này nha. Wow. Mình đã PM chúng con bot này 2 lần thôi anh em ạ. Nếu mà mình sử dụng cheat ý, thì con bot này nó sẽ chết luôn trong cái lần mà mình giết chết con Bulon anh em ạ. Nhưng mà thực sự là khá là đen đủi khi mình chơi ở trên điện thoại. Wow, mình được bí ngô 5 kìa. Ok, giờ sẽ nhặt bí ngô 5 và một cái viên ngọc rồng 5 sao luôn. Khá là trùng hợp đúng không anh em? Oh yeah. Và map tiếp theo chúng ta sẽ là một cái map khá là quen thuộc. Cái map này, con mod này vẫn là cái map nhìn như một cái gì đó tưởng như xa lạ nhưng mà thực ra là rất là quen thuộc. Yeah. Anh em có cảm giác là cái con đệ của mình tự nhiên là tiềm năng sao nó giảm không đúng không? Sao tự nhiên mình thấy tiềm năng nó giảm đi khá là nhiều anh em nhỉ? Vừa nãy là 400.000 tiềm năng đúng không? Bây giờ là được có 300.000 anh em ạ. Sao lại thế nhỉ? Bây giờ được có 200.000 này. Đúng rồi. Anh em ạ, mình cởi cái giáp tập luyện ra ấy thì con đệ mình nó đồng nghĩa với việc là con đệ mình nó sẽ PM với con mod chính này nhiều hơn nhá. Nó phải PM mất 4-5 nhát. Đó, tiềm năng thì nó vẫn được như thế thôi, nhưng mà nó phải mất công PM khá là nhiều cái con bot củ lợ kia anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ mặc lại cái giáp nhá. Đây mình sẽ mặc lại cái giáp tập luyện cấp 2 đi. Ok, bây giờ mình sẽ qua đây đi. Đấy, lần này thì con đệ của mình nó sẽ PM mấy con bot này dễ dàng hơn và tiềm năng nhận được sẽ nhiều hơn anh em ạ. Anh em nhìn thấy không? Wow, rất là phê luôn. Tí map sau mình sẽ cởi hết xét sức đánh ra nha anh em. Để xem lần này xem tiềm năng nó nhận được xem nó khác biệt không. Yeah. Wow, 600.000 tiềm năng kìa.
Wow, rất là phê, tiềm năng nhận được. Từ nãy giờ thì mình được khoảng là con đệ mình được đi được 27 triệu tiềm năng rồi anh em ạ. Đấy, rất là phê nhá. Thái dương Asan này, đẹp không? Đấy, tính ra cái liềm yêu thích của mình đối với thái dương Asan ấy, đệ mà có thái dương Asan ấy, nó là một liềm yêu thích cực kỳ là phê luôn anh em ạ. Tại sao lại phê? Tại vì nhìn nó đẹp. Nó đẹp, với lại nó có lợi ích trong những trường hợp PK, rất là cần thiết luôn. Anh em nào mà thích thái dương hạ san như mình ý, comment phía dưới luôn nha. Ok, rồi chúng ta sẽ tiếp tục qua những cái map này. Và trong những cái ngày mà mình không online ý, thực ra là khá là bận bịu với một số cái công việc của trường, cho nên là mình hơi bận, anh em thông cảm nhé. Không ra được clip nhiều cho anh em xem được. Ôi trời ơi, cái map này mình tính là mình bảo là mình cởi cái ấy ra mà nhỉ. Mình bảo là mình cởi cái gì nhỉ? Mình bảo cởi xét sức đánh ra mà, đúng không? Lại quên anh em ạ. Đó. Đệ thì bất tử thì như này là phê lắm. Rất là phê anh em ạ. Trong sự kiện này mình cảm thấy là mình làm này cũng được. Trước là mình tưởng là mình bị ngố cái ngố thủ thuật bất tử cơ. Nhưng mà bây giờ là mình fit lại này thì mình thấy ổn anh em ạ.